wanna turn my phone off, but that's where all my friends are. What do I do? Why is it so hard to find someone new so far away? All the days that I used to have someone right beside me, now I confide in my phone screen. It's tiring, just wanna feel. Hello các bạn, lại là tụi mình đây, lại là Chanh và Wood đây. Vậy là hành trình ở Paris đã kết thúc rồi. Tụi mình sẽ di chuyển từ Paris để đến Hà Lan. Trên hành trình đến Hà Lan thì tụi mình sẽ ghé ngang nước Bỉ để ăn trưa và dạo quanh một chút. Quãng đường từ Paris về lại Hà Lan khá là dài, cho nên buổi sáng hôm nay tụi mình sẽ dành chỉ để ngồi trên xe ăn ngủ nghỉ mà thôi. Mới chợp mắt có chút xíu hồi mà đã 3 tiếng trôi qua. Bây giờ thì tụi mình sẽ xuống ăn trưa ở nhà hàng. Nhà hàng này nằm ở Bỉ, một nhà hàng của người Hoa. This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. You're not around. This is love if I think I've gone crazy. Trong lúc chờ đợi đồ ăn ra thì có lẽ tụi mình sẽ tranh thủ để dạo quanh một chút. Xong rồi thì mình cùng nhau đi dạo thôi. Hiện tại tụi mình đang ở Gallery Royal Steenhuisen. Đây là khu trung tâm mua sắm đầu tiên ở châu Âu, ra đời từ năm 1847. Kể từ khi xây dựng thì Gallery Royal Steenhuisen là điểm đến và là biểu tượng của tầng lớp thượng lưu ở Bỉ. Khu thương mại được xây dựng với mục đích giúp tầng lớp tư sản có nơi tụ tập, tránh những khu vực không an ninh tại Brussels. Ngày nay thì con phố có mấy vòm xuyên thành phố dành cho tất cả mọi tầng lớp. Đi xuyên qua Gallery Royal Steenhuisen thì chúng ta sẽ đến quảng trường lớn. Đây ngày xưa là một khu chợ, nơi mà thương nhân và công nhân buôn bán hàng hóa với nhau. Đó là một điều vô cùng thú vị của các đường phố xung quanh quảng trường, đó chính là chúng sẽ được đặt theo tên các loại thực phẩm. Ví dụ như là có đường tên là bơ, rue au beurre, các loại thảo mộc Rue de Marché au Pepper và phô mai Rue de Marché au Fromage. Phía nam quảng trường là tòa thị chính, một trong những biểu tượng của đất nước này xếp sau Antonium và tượng cậu bé đứng tè. Còn đối diện tòa thị chính chính là nhà của vua. Trước khi thuộc sở hữu của vua Charles V thì nó được gọi là nhà của công tước Brabant. Ông mua lại từ một nhà làm bánh mì và cho xây dựng nó đối diện với tòa thị chính như một cách phô trương sức ảnh hưởng của mình.
có thấy ngôi nhà hình con thiên nga ở đó không? Người ta đồn rằng đó là nơi mà các Mác đã cư ngụ khi ông sống ở đây đó. Cậu bé đứng tè. Nhìn trên hình ảnh thì cậu bé có vẻ to lắm, nhưng mà thực chất á, cậu bé đứng tè ở ngoài chỉ cao khoảng 61cm mà thôi. Nếu đã là một tín đồ sô-cô-la thì bạn không thể bỏ qua cái cửa hàng sô-cô-la ở đây. Sô-cô-la ở Bỉ nổi tiếng là ngon bởi vì những thanh sô-cô-la ở đây được chế biến thủ công một cách tỉ mỉ. Mỗi thanh sô-cô-la được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã mua khá sô-cô-la làm quà cho bạn bè và người thân. Còn lại thì sẽ để dành ăn dần. Trời ơi! Cái gì vậy? Lúc này là các cô với các chị ở trong đoàn đang tranh thủ chụp hình với những túi sô-cô-la nóng hổi mới vừa mua nè. Dạ là muốn vô phải mở cửa không? Ngồi luôn hả? Ngồi luôn. Vậy là muốn vô phải mở cửa không? Đúng rồi. Hồi nãy tụi mình có đi ngang qua cái tiệm bánh macaron này, thấy ngon quá nên phải ghé vào mua. Lẽ ra phải mua bánh macaron ở Paris thì mới đúng bài, nhưng mà tụi mình không có cơ hội để mua luôn nên bây giờ phải mua thử xem, ăn cho biết. I wanna turn my phone off, but that's where all my friends are. What do I do? Why is it so hard to find someone new so far away? All the days that I used to have someone right beside me, now I confide in my phone screen. It's tiring, just wanna feel something. Lonely nights talking the pixels. I don't go out, don't intermix with the crowd, and I wonder why I'm sitting all alone, staring at my phone. Or I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Don't want no white noise on the other line. I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Don't want no phone static, phone static. Being by myself, but it's better for my mental health. I do not like anybody here, so why do I care? I tell myself that I just need to have someone right beside me, or else I'm nothing but for me. I'd rather be alone than with some people that I don't know. Lonely nights talking the pixels. I don't with the crowd, and I wonder why I'm sitting all alone, staring at my phone. Or I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Atomium là một công trình khổng lồ bằng thép. Nó được cấu tạo bởi chín quả cầu biểu tượng cho chín nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt. Atomium có độ cao khoảng 102 mét với tổng trọng lượng khoảng 2.400 tấn.
Giờ thì vỏ của nó được thay bằng inox để dễ dàng trong việc lau chùi. Và đây cũng chính là một trong những biểu tượng của Brussels. Tụi mình đã tới ranh giới giữa Hà Lan và Bỉ rồi. Tiếp tục cùng tụi mình khám phá Hà Lan thôi. Nhưng mà phải đợi tới clip sau nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.